lộn. Để biết người là ai, còn ta là con gái họ Chung, chứ không phải mẫu nghi của Tề Kiều. Tên lùng kia, mi đừng nâng heo lắm, đến nơi này thêm chồng giận ái gian. Dạ kính bẩm cậu nương nương, dạ em là thượng yên anh, phận lập vị lên tặng chốn rừng tranh. Để gian trinh năng nỉ hộ vua tài, mong hoàng hậu thương tình xót nghĩa tạo khen. Im đi, lòng ta đã quyết không gì mong lại chuyến đâu. Ngọn lửa hôm nào loan nơi lánh cùng bới do vua Tề nơ lòng cuối duyên. Mong sinh đã cầu nương nương thương cho muôn ngàn thanh linh mau quay về cung tròn, cho chư hầu khiếp quay chung đầy lương. Giáng sinh người cứu nguy cho Tề Bàng. Thưa tướng mau trở lại chào ca mà phò lòng ta đã tắt từ lâu rồi. Xác của ai gia còn nằm trong đống tro tàn, chúa tôi nhà Tề hãy bơi ra mà tìm kiếm, còn nơi đây chỉ có hồn phách của họ chung. Ê quân mẫu ơi, chén anh đông sống là còn khưa còn đồng, thương chi vợ chồng sao khỏi lúc giận hờn nhau. Người nên nghĩ đến nghĩa tạo khang tình tấm mặn, mà tha thứ tội xưa đổi giận làm lành. Gia chỉ trở lại lâm tri khi vũ phong quả thăm cung ngày trước được tìm ra khu phong. Hoàng thiện hữu nhãn công thưởng tội trần, lực trần phép nước dẫn công minh, xin quốc mẫu nhờ trận cho kiếp. Ta vẫn biết vô xương cũ bất tùy là trái đau, quân sử thần tử, thần bất tử là bất trung. Nhưng Tề Dương ăn ở hai lòng hữu thủy vô chung, coi tình nghĩa vợ chồng nhẹ tờ mãi lông, nhìn công lao hẳn mà nâng giả đỡ thành tăng tành như mây khôi. Thì tại sao coi trọng tình nghĩa vợ chồng? Quốc mẫu giận mà nói vậy, chứ lời lẽ bậc mẫu nghi là thước ngọc cung vàng. Thiên hạ tất ban đều thấy đều biết, Tề Kiều còn mất là do một tay của quốc mẫu mà thôi. Yến Anh, người khiêu ăn khiêu nuôi lắm, đã làm cho ai gia nuôi giận. Thôi được rồi, về lắm tri, trước cứu nương sau cứu chồng, đôi bên đà vẹn vẽ. Xin ân sư trổ thần quái, bạn phép bao linh thiên
đầy hướng hỏa già. Bệ hạ, đi lẹ lẹ lên đi bệ hạ ơi, lẹ lên đi bệ hạ. Trời ơi, nếu không gì cái gian khan này thì đắm phúc không hạ mình để đi cái năn nỉ con quỷ dạ xa đó đâu. Thôi người ta nói năn nỉ mà. Ờ thì năn nỉ. Rồi, bây giờ bệ hạ quỳ xuống đi. Bệ hạ kêu cửa đi. Kêu sao mà nghe cho nó áo não. Kêu sao mà nghe cho nó buồn thảm nha bệ hạ. Ờ... Ái Khanh ơi. Được chưa quân sư? Giữa đêm cô tịch dầu cạn đắng tàn, lạnh cung lạnh lẽo khiến ai khăn. Tiên quân kêu tìm bàn, tiên tình quân sướng bài ai tư vàng. Tiếng chồng gọi vợ thuở nhớ, như cận kề loan phụng khát khao, như lưu luyến giữa cành lá với nhau. Ta gọi chung nương nương, nàng mau mở cửa cho đặng duyên tánh tận. Còn đâu nữa bèo mây mà chàng hồng nhắc nhở. Thôi đã quá khuya, xin quân dương mau qua khó trở về. Ngự thế ơi, ngự thế ơi, nói sao nữa quân sư? Dạ, để chắc thật. Để mình nói tiếp nha. Phiên bản trình thành công chiếc ngầu tư gầm. Ôi chúa chắc làm sao cho nghĩa vợ chồng. Thôi thì chúa tôi hai người quỳ đợi. Trần gian hay ở nơi non bồng, quá nhân trao tình cùng nàng họ chung.
cầm hòa hiệp để ta chuộc lại lỗi lầm xưa đã làm cho ai buồn ai khổ. Để giọt lệ ai rơi trong đêm vắng cô phòng. Giờ tin mầm liêu trai ta cảm thấy thẹn thùng. Ôi thương thân nàng tuyết sương dầu dài, đã đánh bại hiên bang định quốc ngụy quốc quân. Để tề ban luôn là đại quốc, còn ta thì lướt ngồi vững trên ngôi cao. Vậy mà ta nỡ đắm mê tử sắc, quên bỏ tình thương chẳng rối lạnh lùng. Trách ai đêm già hững hờ, trải bao sương gió chẳng vừa lòng ai. Giờ thì